David Hayer tuyên bố cả thế giới sẽ bị sốc với màn hủy diệt của cậu ta tại Halloween. Blake Sanguset và Derek Chisora đã xác định được thời điểm đối đầu và David Hayer tin rằng đồ đệ của mình sẽ khiến cả thế giới bị sốc mạnh với cách mà anh ta đánh bại đối thủ người Ukraine. Cuộc thượng đài giữa Usyk và Chisora đã được xác nhận vào hôm thứ Tư. Nó sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Người thắng trong trận đấu này có cơ hội tranh đai vô địch WBO hạng nặng, danh hiệu mà Anthony Joshua đang nắm giữ. Đây mới chỉ là cuộc chiến thứ hai ở hạng nặng với Usyk. Tuy nhiên, sau khi thống nhất cả 4 danh hiệu của hạng bán nặng và tạo ra thành tích thi đấu 17 trận thắng, 0 trận thua, 13 trận knockout, thì tay đấm 33 tuổi được xếp vào top đầu của hạng nặng. Với Chisora, anh bị đánh giá là kẻ giới cơ so với chủ nhân của huy chương vàng Olympic 2012. Nhưng người quản lý của Del Boy vẫn tin vào một cuộc lật đổ sẽ được võ sĩ người Anh tạo ra trong cuộc so tài sắp tới. Hayer chia sẻ trên Twitter cá nhân: Derek Chisora sở hữu thể hình to lớn, chiếc cằm cứng cáp và quan trọng hơn là lòng dũng cảm để xuống tận địa ngục và giành chiến thắng. Cậu ấy sẵn sàng để bước vào sàn đấu cùng Usyk. Cả thế giới sẽ bị sốc với màn hủy diệt mà Chisora mang lại ở buổi tiệc Halloween. Thông tin về cuộc so găng nói trên xuất hiện từ hồi đầu năm, nhưng phải đến tháng sau thì nó mới trở thành hiện thực. Dù địa điểm trận đấu chưa được xác định, Chisora 32 trận thắng, 9 trận thua, đang rất háo hức để trở lại võ đài và báo thù cho người bạn đồng hương Tony Bellew, tay đấm đã bị Usyk hạ vào năm 2018. Những điều đáng chú ý về Oleksandr Usyk. Oleksandrovich Usyk sinh ngày 17 tháng 1 năm 1987 tại Simferopol, Ukraine. Biệt danh ít người biết đến của anh là The Cat Oleg, chú mèo Oleg. Usyk thống trị hoàn toàn hạng bán nặng từ năm 2018, trước khi anh bỏ trống các danh hiệu của mình năm 2019 để chuyển sang thi đấu hạng cân cao hơn. Dù vậy, Oleg vẫn là nhà vô địch tuyệt đối duy nhất trong lịch sử của hạng bán nặng, khi anh giành được cả 4 đai vô địch WBA Super, WBC, IBF và WBO. Ngoài ra, khi còn là tay đấm nghiệp dư, Usyk từng đoạt huy chương vàng châu Âu 2008, huy chương vàng thế giới 2011 và huy chương vàng Olympic 2012. Trong 17 lần thượng đài ở giải chuyên nghiệp, ngôi sao người Ukraine thắng cả 17 trận, 13 lần hạ knockout đối thủ. Võ sĩ 33 tuổi đã đánh bại 5 nhà vô địch thế giới, trong đó bao gồm Tony Bellew, Murat Gassev, Mairit Biarritz. Điều tạo nên thành công cho Usyk trên võ đài chính là thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Đây cũng là nguyên nhân anh được gọi là mèo Oleg. Võ sĩ đến từ Đông Âu có thể di chuyển không mệt mỏi trong cả trận đấu. Ngoài ra, tốc độ ra đòn, đặc biệt là những cú đấm tay trái vừa nhanh vừa mạnh, luôn là vũ khí đáng sợ của võ sĩ bất bại này. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Fury tuyên bố sốc về trận đấu giữa Joshua và Usyk. Tyson Fury cho rằng Anthony Joshua nên bỏ trống danh hiệu WBO của mình hơn là mạo hiểm để đối đầu với Oleksandr Usyk. Hiện tại Joshua đang nắm giữ 3 trong số 4 danh hiệu lớn của hạng nặng và 2 trận đấu kế tiếp của anh có thể là những cuộc chiến với các đối thủ thách đấu. Với đài IBF, Kurat Pulev đã sẵn sàng để thượng đài với nhà vô địch người Anh. Trong khi đó, cách đây chưa lâu, Usyk cũng nhấn mạnh anh không hề có ý định nhường đường để Aziz thống nhất các danh hiệu cùng Fury. Về phần mình, vua Gypsy muốn cuộc đại chiến nói trên diễn ra càng sớm càng tốt và anh đã đưa ra một vài lời khuyên dành cho đối thủ đồng hương. Thay vì bảo vệ danh hiệu trước tất cả đối thủ thách đấu này, tôi cho rằng anh nên bỏ trống chúng để tham dự trận đấu mà mọi người đều muốn chứng kiến. Tôi không chạy trốn anh, tôi cũng không quan tâm đến anh, tôi sẽ vượt qua anh dễ dàng như con dao xuyên qua miếng bơ vậy. Hãy đến và đấu với đối thủ lớn nhất của anh, bước lên võ đài và nhận lấy cú knockout. Rồi sau đó anh có thể so tài với những đối thủ dễ dàng kia. Không phải là sự thiếu tôn trọng với Usyk, một võ sĩ tuyệt vời, nhà vô địch hạng bán nặng của thế giới. Và có thể sẽ là nhà vô địch hạng nặng nếu đấu với Joshua. Nhưng đừng giành lấy số tiền nghỉ hưu của tôi, anh bạn. Đừng làm thế. Tôi đã từng nói với Deontay Wilder vài năm trước, đừng lấy số tiền giải nghệ của tôi, đừng đấu với Joshua. Anh ta là của tôi, anh ta ở cùng đất nước với tôi và tôi sẽ đánh bại anh ta. Nhưng rồi mọi việc không diễn ra như vậy, anh ta cứ tham dự vào để rồi bị hủy diệt không chút nghi ngờ nào. Nó là như vậy. Khi được hỏi liệu anh có cho rằng Usyk sẽ đánh bại Joshua hay không, Fury trả lời, có nếu họ thượng đài cùng nhau, nhưng tôi cá là họ không làm vậy.
Bởi vì tại sao anh ta lại đấu với Usyk để nhận 10% số tiền khi đấu với vua Gypsy? Vậy nên hãy bỏ trống nó để cho ai đó, Usyk hay Parker, chiến đấu vì danh hiệu bỏ trống. Chúng ta đang ở đỉnh cao của trò chơi này, hãy tham dự trận đấu lớn nhất của nó. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Võ sĩ có tỷ lệ knockout cao nhất trong lịch sử. Một số võ sĩ được đánh giá dựa trên sức mạnh của nắm đấm, không phải danh hiệu thế giới, kỷ lục hay kỹ năng mà họ sở hữu. Tỷ lệ knockout được tính trên tổng trận thắng. Edwin Valero, 27 trận thắng, tỷ lệ 100%. Cổ võ sĩ người Venezuela đã thi đấu quyền Anh từ năm 2002 đến năm 2010. Valero từng vô địch thế giới hai hạng cân, giữ đai WBA hạng siêu lông từ năm 2006 đến 2008 và đai WBC hạng nhẹ từ năm 2009 đến năm 2010. Valero nổi tiếng với phong cách chiến đấu mạnh mẽ và nắm đấm đầy sức mạnh. Sau 27 trận thượng đài, anh toàn thắng knockout. Deontay Wilder, 41 trận knockout, 95%. Trước hai lần so găng với Tyson Fury, cựu vô địch WBC hạng cân có 42 trận bất bại và 41 chiến thắng knockout. Năm 2018, Wilder đối đầu Fury lần thứ nhất, nhưng bất phân thắng bại. Sau 2 năm, võ sĩ người Mỹ thua ở trận tái đấu. Wilder được biết đến là một trong những võ sĩ quyền Anh có cú đấm mạnh nhất. George Foreman, 68 trận knockout trên 76 trận đã đấu, tỷ lệ 89%. Cựu võ sĩ người Mỹ từng 2 lần vô địch thế giới hạng nặng và giành huy chương vàng Olympic. Ở tuổi 45, Foreman trở thành nhà vô địch hạng nặng lớn tuổi nhất lịch sử quyền Anh sau khi giành chiến thắng trước Michael Moorer vào năm 1994. Mike Tyson, 44 trận knockout trên 50 trận, 88%. Huyền thoại người Mỹ từng có 19 chiến thắng knockout liên tiếp trước khi trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử vào tuổi 20 vào năm 1986. Tyson nổi tiếng với cú đấm khiến nhiều đối thủ khiếp sợ. Năm 2005, ông tuyên bố giải nghệ. Gần đây, tay đấm thép thông báo bất ngờ trở lại sàn đấu ở tuổi 53. Vitaly Klitschko, 41 trận knockout trên 45 trận, đạt tỷ lệ 87%. Cựu võ sĩ người Ukraine là anh trai của Vladimir Klitschko. Khác với lối đánh kỹ thuật của Vladimir, Vitaly sở hữu cú đấm uy lực và đối kháng mạnh mẽ. Anh có 3 lần vô địch thế giới hạng nặng và giữ danh hiệu WBC lâu nhất mọi thời đại. Naoya Inoue, võ sĩ người Nhật Bản là nhà vô địch thế giới 3 hạng cân và hiện nắm danh hiệu đai hạng gà. Anh đạt tỷ lệ 84%. Inoue nổi tiếng với cú đấm có lực sát thương cao, đây là một trong những lý do anh có biệt danh là quái vật. Enia Saver, 68 trận knockout trên 74 trận, 83%. Cựu vận động viên người Mỹ được xem là một trong những võ sĩ hạng nặng có cú đấm mạnh nhất lịch sử quyền Anh. Trong 68 chiến thắng knockout, anh có 23 trận hạ gục đối thủ từ vòng đầu tiên. Dù không có danh hiệu thế giới, Saver ghi dấu ấn với 2 trận đấu với Muhammad Ali và Larry Holmes. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.